Xin chào mọi người. Hôm nay mình mua ván về mình nới rộng cái chuồng dế ra. Chứ tụi nhỏ bắt đầu cũng hơi nhiều. Hình như là chật chỗ rồi. Mới mua 2 tấm. Mới vừa cắt ra. Đây, máy móc rồi này kia. Đang phần đóng chân đế cho nó cái thùng dế. Đã hoàn thành xong được bước đầu. Cũng khá lớn. Ngang 1m2. Dài 2m4, cao 60, tốn hết 400.000, bỏ công được cái chuồng dế rất là lớn. Cái này là nuôi dế thịt hay là nuôi dế đẻ cũng ok. Sau khi hoàn thành thùng thì lót báo để cho dế nó có ị phân xuống thì báo nó rút khô, không bị ẩm ướt. Tiếp tục đó mình cho thêm một lớp trấu vô. Bút chỗ đèn ngao anh. Bộ bút chỗ đèn một cào rồi. Gió quá, có gió. Đủ rồi. Để vậy nè. Nó chơi được. Hiểu không? Để rơm thì lâu ngày nó sẽ xẹp xuống. Rồi bây giờ là bắt đầu là mình sàn dế từ thùng nhỏ qua thùng lớn. Bò đói bò. Kê lên góc á, kê lên góc rồi nghiêng nghiêng xuống. Trút xuống. Trút nó vô mấy cái này không sao. Em lấy hai cái rào ra anh nghiền thẳng xuống đó luôn. À túc vậy luôn hả? Trời nó không ra nữa chứ vậy. Thổ. Thổ thụng. Thổ trên. Xuống. Đó. Nè. Bạn hay. Kỳ. Ném xuống đâu?
con. Nó trốn hết rồi. Cái sào của nó trốn hết rồi. Đúng rồi, không chứ. Ai nói chạy qua bên kia kìa. Chạy lẫn ngõm rồi xuống kìa. Rồi. Hả? Chạy đó. Mấy thùng kia mới khó. Mấy thùng kia nhỏ hơn. Trốn hết rồi. Sạch ra, sạch sẽ. Một mớ. Nó mục hết luôn anh. Ừ. Nó mâm mà. Bỏ không được thì đừng có cố. Sạch sẽ rồi. Để nó nhỏ hết luôn á. Ừ. Không biết hết không? Giờ là mình dọn rơm thùng cũ ra để mình sang vế qua thùng mới. Ủa nó gặm mà rơm nát luôn á hả? Ừ. Bò đâu bò dữ rồi. Trời nó bưng trút vô luôn. Còn con đó. Nó đâu sợ em đâu phải không? Mày cắn tao cái tao dỗ à. Sau khi qua chuồng mới, mấy chú dế đã tranh thủ bò lên miệng không rồi. Để vậy được rồi. Các chú đã nhanh chân bò lại khay cám ăn.